mình sẽ giới thiệu một sản phẩm mới đó các bạn. Cửa hàng shop mình đó là cục ECU mở tua Cozy, hàng chính hãng Racking Malaysia, dành cho Winner 150 FI, Sonic 150 FI, 8 map nha anh em, tăng chỉnh, dành được từ xe độ đến xe zin, mở hết tua máy cho đầy nhanh hậu rút. Đây là cục ECU Racking 8 map Cozy, giá cho cục ECU này đó là 1.6 triệu một cục nha anh em, 1.6 triệu một cục cho ECU mở tua 8 map Cozy 3, hàng Mã Lai, dành cho Winner 150 và Solid 150 FI nha, dành cho xe FI. Khi anh em đã nâng cấp lên cái cục ECU này cho dòng xe mình thì cũng nên gắn thêm một cục mobile sườn Cozy, cũng dành cho xe FI nha anh em, thì nó sẽ tốt hơn. Giá cho một cục mobile sườn này là 350.000 và cái cục ECU này là 1.6 triệu, tổng cộng cho cái combo ECU và mobile sườn mở tua dành cho Winner 150 hoặc là Solid 150 là giá là 1.950.000. Anh em có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 96332.